Con lên chưa? Bà sẽ chiều bà. Rồi, đi thôi. Đi tham quan. Đi coi thú nè. Đi coi thú nha. Mọi người cháu xem thú không? Đây là con vật à. Em có con hổ kìa. Ủa, con hổ đó. Con hổ. Bên kia có con hổ. Nó là con hổ. Con voi đấy, con voi nó có hai ngà, nó da trắng đó. Voi dưới nước hả? Cái này sẽ đổ cái này. Múa hả? Sao? Cháu làm sao? Múa này, cái này, cái này nè. Đấy là trước mình đây là cụ tâm linh Phật giáo anh nhá. Chắc nhà mình vừa lên đây à? Ồ, ở trong đó cũng đi được hả? Ồ, kia đang xây kìa. Mai mốt ra là đi cái này được nè. Xe trượt dốc nè. Trượt dốc đi được rồi anh ơi. Nó làm ở trên anh ơi. Ủa, mình đi xe trượt dốc chưa? Chưa. Đây vào đây xe trượt dốc rồi. Bé này đi đâu rồi? Đi hết một cua rồi, chả chịu vào đây thôi. Lát nữa đi về hả? Ngon chơi được không ta? Ô, đã vậy. Chưa được mà. Cái này có đi dây chi chậm rồi mà đã đang chơi. À vậy hai cha con chơi. Hai cái này. 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 Nó khoái rồi nó kêu đu hồ nhân nó vậy. Chú quay lại cho con đi ha. Chú quay lại cho con đi xe trượt dốc không? Để chú đưa đi. Ra đây thì mày đi hết một vòng tour xong rồi chú đưa chú chở đến chỗ đó cho con đi ha. Ô cái này đi bộ chắc mệt luôn á. Ô vậy mà mình không biết ha. Lần trước mình chưa đi qua đây luôn. Ồ, nguyên một khu vườn luôn nè. Rồi, con hổ rồi đó. Rồi, hổ rồi đó, chơi xanh nha. Wow, cao, cao. Bây giờ nó lại xe nó lại kinh hồn. Cây Khmer. Có quay rồi khỏi chụp. Cây Khmer đó là 300 năm luôn đó hả? 300 năm luôn. Ồ. Mà nhìn nó cũng nhỏ ha. Nó không có to. Đây xa đó đã. Tây. Tây. Chị rõ lỗi hả? Chúng ta vừa xuống là một chú nguyên một khu rừng. Một rừng xoài luôn. Rừng chuối luôn. Này đi vô mùa xoài hay xoài ăn. Đó, tỏ thì mình thấy
cái gì ạ? Chú ơi. À đây là đấy được sẽ trượt dốc không? Ồ, trượt xuống đây luôn. Xuống đây. Lên nó có trời nó kéo mình lên mà mình không phải đi bộ. Đấy, con nó bỏ đó. Đi nữa trượt phải thẳng luôn. Con trò mồi sẵn đó. Thế bỏ xuống đây chứ. Gần 2 cây số anh ơi. Đúng rồi. Bắt đầu có thú rồi. Bắt đầu ba chụp mon nha. Ba chụp hình cho mon nha. Mẹ quay rồi ba chụp. Sáng mày lên vườn đà điểu và đà điểu đây thì con đem nhà là con trống anh nhé. Vâng, con luôn sẵn sàng. Từ từ con ơi. Từ từ chú dừng xe rồi bắt đầu mình xuống. Đấy, con sàm đấy là con máy. Ôi, đà điểu nó chỉ có mỗi 2 ngón chân này nhé. Con ăn gì vậy? Con ăn gì? Dạ coi. À, ăn cỏ. À, con này ăn gì hả? Con ăn cỏ nữa. Ờ, ui ôi, nó to ghê chứ. Nó có ăn thịt không? Ừ, nó cao vậy, nó có mổ mình không? Vậy hả? Mon đứng xíu chưa, ba chụp cho. Hoặc là ba với Mon đứng đi mà chụp cho. Ý nó đi đâu rồi kìa. Mon nhắc ghê anh, đúng rồi, nhìn lên. Lúc nãy nó đi ra đẹp vậy mà. Nhìn đi. Ba chụp nó chưa? Chưa, có con nào lên chụp. Kìa, lại với chú kìa. Đó. Mon phải có người nó mới chịu. Kìa, Mon đi với chú đi, Mon lại đứng với chú đi, không sao. Xích vô đứng với chú kìa. Rồi, quay. Quay lại. Nhìn này, nhìn cười nè, nhìn đây nè. Nhìn chú không à? Nhìn ba mẹ này, nhìn ba mẹ đó.